Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Người sẽ nắm tay bạn trên hành trình tình yêu sắp tới là ai? Và đây những cho bài chung mang hữu năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Cho mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. Uhm. Người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai và đây nhận cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tù một là những người uh, có thể bạn cũng hay thích di chuyển đi đây đi đó nhiều. Hiện tại có thể là các bạn uh, rất là dành thời gian để cân bằng hoặc là lùi lại để có thể suy ngẫm về cuộc sống hoặc là có thể các bạn đang ngóng chờ chờ đợi một cái tin tức gì đó. Ừ. Đây mình thấy có thể là bạn cũng rất là mong muốn chiến thắng hoàn cảnh. Có thể cuộc sống của bạn hiện tại có những cái uh, khó khăn vấp ngã, những cái sự tiêu cực gì đó nó diễn ra. Ha, hoặc là bạn đã từng bị người khác gọi là chơi uh, xấu, đâm lén sau lưng, uh, bị um, phản bội và không có sự gọi là trân trọng cái giá trị của bạn. Bạn là một người chuyên gia hy sinh lợi ích uh, cá nhân vì lợi ích tập thể luôn. Ừ. Ngoài ra thì mình thấy thể là dạo gần đây các bạn cũng uh, um, hơi bị đau nhức xương khớp hoặc là dạo gần đây các bạn uh, muốn làm một cái điều gì đó mới mẻ nhưng mà bạn còn suy tính. Ừ xem có nên hay không hoặc là sẽ chuẩn bị những bước ra sao kiểu vậy. Các bạn là những người có một cái trái tim hơi nhạy cảm hoặc là bạn là một người rất là thích tặng quà cho mọi người hoặc là bạn cũng là một người sống thiên về cảm xúc ha, có sự gọi là khả năng sáng tạo thiên về nghệ thuật. Ừ. Ngoài ra thì mình thấy có thể là hiện tại các bạn đang cảm thấy rất là bế tắc, mệt mỏi, áp lực hoặc là các bạn đã rất là lận đận trong tình yêu có thể một số bạn cũng đã từng chia tay. Tổn thương gì đó trong tình cảm Và hiện tại các bạn đang cảm thấy Không biết tương lai mình sẽ có người yêu hay không Hoặc là không biết Cuộc sống của mình sẽ ra sao Trong thời gian tới Có thể có những số bạn Các bạn bị cái vấn đề tình cảm Lẫn vấn đề về công việc luôn Và các bạn có một sự Hơi rối ràng, hơi bất an Hoặc là bạn cảm thấy mình Chưa tìm ra được cái hướng đi Hoặc là chưa tìm ra được cái người phù hợp Cho nên bạn cũng cảm thấy có sự bị mắc kẹt ha ừ. nói chung thì mình thấy bạn không có biết tương lai mọi thứ nó sẽ diễn biến như thế nào và bạn cảm thấy khá là chán nản và thất vọng với thời điểm hiện tại và có thể các bạn có khuynh hướng thích ở một mình hơn hoặc là đôi khi các bạn yêu các bạn tổn thương đau thương các bạn có cái khuynh hướng gọi là sống khép kín và có sự bảo vệ bản thân rất là nhiều và không có muốn quen ai nữa như vậy đôi khi bạn có thể là đã từng có những cái um, tổn thương cho nên bạn cũng không có muốn gọi là tổn thương thương thêm lần nữa. Kỹ vậy ha. Rồi để xem coi ai sẽ nắm tay bạn trên hành trình tình yêu sắp tới đây. Uhm. Đây là một người có thể cuộc sống họ cũng có khá là nhiều những cái sự đấu tranh. Người này có thể là cuộc sống họ cũng không có dễ dàng Có rất là nhiều những cái trận chiến Hoặc là có rất là nhiều những cái sự gọi là cạnh tranh trong công việc Và đây là một người có kiến thức ừ, Họ đã trải nghiệm nhiều điều Họ đã cũng khá là lận đận trong tình yêu Hoặc là cái người này họ cũng phải trải qua rất là nhiều thăng trầm Để có thể rèn dũa bản thân của mình Trở thành một người mạnh mẽ và khôn ngoan ừ. à, Người này mình thấy có thể là họ có đạo đó Hoặc là họ là một người thích nghiên cứu về chân lý Ừ, về đạo, ha. đây là một người có cái sự thích giao lưu văn hóa phong tục tập quán rồi đó, mà ừ, cái người này mình thấy dường như là họ gì cũng biết hết, ha. họ giống như cuốn bách khoa toàn thư. Và ngoài ra người này thì có thể là họ cũng có một cái sự kiên nhẫn và kiên trì, có tính phòng thủ rất là cao. Có thể cũng có nhiều người tác động hoặc ảnh hưởng đến họ nhưng mà cái người này thông qua cái quá trình họ phát triển thì họ trở nên nhẹ nhàng hơn, biết tha thứ hơn và biết tránh xa những cái nguồn năng lượng khắc nghiệt hoặc là tránh xa những cái cuộc ẩu đả những cuộc cãi vã không đáng ừ. thấy là như vậy người này có thể làm trong lĩnh vực giáo viên hoặc là một cái người có kiến thức uh, sâu rộng thích chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người là mọi người là một người có thể là um, có chức cao vọng trọng hoặc là họ thích một cái sự yên bình hòa bình hoặc họ làm việc gì cũng có sự hợp bàn với đội nhóm chẳng hạn người này họ rất là yêu thương cha mẹ của mình ha ừ. đặc biệt là mẹ của họ ha? và họ yêu thiên nhiên yêu cây cỏ môi trường và ngoài ra thì có thể là cái người này họ cũng có sự uh, điềm tĩnh, biết suy nghĩ, biết lo cho mọi người và biết uh, hướng về gia đình và cũng là một người rất là giỏi giang, có thể làm tròn mọi thứ, mọi việc. Uhm. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trái bài thì. Uh... Ai sẽ nắm tay bạn ha trên cái hành trình tình yêu sắp tới. Và các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy. Ở đây mình thấy có thể là một người nước ngoài hoặc là cái người này họ với bạn sống hai quốc gia khác nhau, họ có thể là giỏi về ngoại ngữ nha hoặc là đây là một người có biết nhiều thứ tiếng họ là hoặc là họ làm việc cho một công ty nước ngoài Hoặc công ty đa quốc gia nói chung cái người này họ có một cái tâm thái của sự cởi mở ha và cũng là một người thích uh, du lịch thích đi đây đi đó nhiều hoặc là có một cái sự thích học hỏi họ những cái điều mới lạ thích xem những cái chương trình quốc tế người này mình thấy có thể họ cũng đạt được cái sự đủ đầy dư giả trọn vẹn trong cuộc sống của họ rồi ha và họ có thể cũng hay dự tiệc hội nghị gì đó và cái người này có cái sự thích đi du ngoạn thích đi công tác hoặc là có khả năng thích đi biển à, ngoài ra thì có thể có một số ít thì có thể cái người này là một người họ là một đầu bếp ha hoặc là ở đây mình thấy có thể là họ đi công tác rất là nhiều uhm. người này mình thấy có thể là họ là một người luôn có những cái suy nghĩ ý tưởng sáng tạo ha độc đáo và đa dạng và họ cũng là một người có rất là nhiều cơ hội đối với họ hoặc đây là một người có khả năng giữ cân bằng rất là tốt ừ. họ có khả năng cũng là có người có một cái máu hơi um, mạo hiểm một chút ừ. và ngoài ra thì có thể họ cũng hớm hỉnh vui vẻ và hài hước người này mình thấy có thể là họ cũng biết quản lý chi tiêu và có thể tiền bạc của họ đến nhiều từ nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau và ngoài ra như mình nói đây là một người sống độc lập ừ. tự mình gây dựng nên mọi thứ mọi việc à, có một cái sự gọi là ngoan cường mạnh mẽ cứng cỏi và có một cuộc sống rất là tự do về tài chính ừ. người này rất là dưỡng dàng và không có sống phụ thuộc hay là lệ thuộc người bất cứ người nào ừ. và đây cũng là một người họ biết cách giao tiếp giao tế và ngoài ra thì có thể họ cũng rất là tự tin nha, bởi vì họ có thể xây dựng nên đế chế riêng à, cuộc sống riêng của mình và có tiền có bạc có công ăn việc làm tốt đẹp ổn định à, và có tiền là cái người này họ sẽ đi du lịch khám phá thế giới, nói chung là đây là một người cực kỳ à, giỏi giang người này cũng biết tập thể dục để có thể cải thiện cái cân nặng của họ đó đó Người này có thể họ rất là thích ăn trái um, dâu tầm ha ừ. à, Và đây là một người họ có sự trọn vẹn Nói chung đây là một người khá là hoàn hảo ha Cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng thích ăn ớt đó Ừ hoặc là đây cũng là một người như mình nói thích mạo hiểm thích cái cảm giác um, cảm giác mạnh à, và cái người này thì mình thấy họ có khả năng cũng um, có cái sự đô con hoặc là người này họ thích ăn dưa hấu Nói chung là họ cũng là một người có khả năng chữa lành khá là tốt hoặc là họ có khả năng là lời nói rất là um, đi vào lòng người có sự nhẹ nhàng có khả năng chữa lành về sức khỏe hoặc là chữa lành về tinh thần um họ có cái nguồn năng lượng của sự dung dưỡng sự bảo vệ đem đến cái sự ấm áp cho người khác người này cũng rất là thích ăn nho mình thấy có thể là họ cũng là một người rất là như mình nói giàu có may mắn phước lành sự dồi dào đến với họ người này có thể là họ đã từng ở trong cái trạng thái hơi bị tăng cân và họ cũng có cái sự cố gắng để có thể à, tập thể dục để thon gọn lại mình thấy là như vậy ở đây mình thấy cái người này khi gặp bạn có thể là họ cảm thấy bạn cực kỳ cuốn hút ừ. họ cảm thấy bạn là người nhìn rất là có vẻ học thức thông minh nhạy bén và có một cái trí tuệ cao hoặc là có một cái đức tin mạnh mẽ họ cảm thấy bạn là người đoan trang đoan chính nhưng mà bên trong bạn toát lên một cái uh, sức hút gì đó khiến cho cái người này họ có sự gọi là bị mê mẩn ừ. ngoài ra thì có thể là đối với người này họ xem bạn là một người rất là lạc quan tích cực hoặc là họ cảm thấy bạn rất là đặc biệt so với những người mà họ đã tìm hiểu họ cảm thấy bạn có sự lan tỏa rất là nhiều những ánh sáng ha và ngoài ra thì có thể họ cảm thấy um, vui vẻ khi mà gặp các bạn ừ, bên cạnh đó có thể là cái người này mình thấy họ cũng uh, cảm thấy lạc quan họ cảm thấy muốn đầu tư cho cái tình yêu này ha họ có sự gọi là nhắn tin qua lại với bạn lúc uh, ban đầu đó ừ, có sự tìm hiểu về bạn rất là nhiều À, rất là nói mít nói nhiều với bạn. À. Và ở đây thì mình thấy là cái người này họ sẽ rất là hối tiếc hối hận nếu như họ có thể duột duột lấy các bị duột mất các bạn. Ừ. Mình thấy cái mối quan hệ này thì có thể là các bạn cần phải có một cái sự tìm hiểu lẫn nhau, đừng có vội vàng hấp tấp thì không sẽ không tốt. người này có cái xu hướng là muốn gọi là đánh nhân thắng nhanh, ha. bởi vì họ cảm thấy bạn quá tuyệt vời đi, quá hoàn hảo đi. nhưng mà mình thấy thì có thể là hai bạn cần có thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh gọi là không phù hợp và có thể có một số trường hợp người này họ đã có gia đình có con nhưng mà đã ly dị chia tay vân vân. hoặc là cái người này có thể là ừ, họ có con riêng ừ. à, và cái tình yêu này thì tùy theo các bạn nhưng mà nếu như các bạn có sự gọi là kiểu gọi là vội đến thì sẽ cũng sẽ vội đi đó ừ, mình thấy là như vậy người này mình thấy có thể là lúc đầu họ rất là tích cực họ rất là ngày nào cũng nhắn tin với các bạn hết ha, bởi vì họ bị cuốn hút bởi các bạn nhưng mà khi mà đã trở thành người yêu với nhau có thể cái người này họ sẽ có một cái sự hơi ít lại và họ sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn ha và Mối quan hệ này có thể bị ảnh hưởng bởi công việc tài chính Và nếu như hai bạn không biết cách khắc phục Hòa hợp với nhau thì rất là dễ Gọi là hiểu lầm hoặc là chia tay đó Nói là như vậy ừ. Rồi để mình xem coi ừ. Đối với những bạn nam xem tra bài thì Người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai Hoặc là ở đây Đối với những bạn nữ xem tra bài Cái đối tượng này họ đã từng bị đổ vỡ Họ đã từng bị tổn thương khi mà họ gặp bạn họ cảm thấy bạn là một người có thể đi lâu dài có một cái sự gọi là chắc chắn an toàn và họ sẽ có sự đầu tư nghiêm túc vào trong cái tình yêu này ừ. ở đây mình thấy có thể một số bạn nữ phải có sự lựa chọn có thể là cũng sẽ có sự phân dân giữa hai người nha ừ. cho nên mình thấy bạn có thể là sẽ có một sự từ chối một ai đó rồi bạn có sự kết nối một ai đó bạn cảm thấy ừ hợp hơn kiểu vậy rồi ừ. đối với bạn nam xem trả bài thì người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai à, ở đây mình thấy cái người này là một người sống chân thành và họ thích những cái mẫu người nhẹ nhàng tình cảm biết quan tâm và à, biết gọi là thể hiện sự yêu thương với người yêu và đây là một người có thể họ đã từng bị người yêu phản bội hoặc là đã từng bị uh, tổn thương hoặc bị từng bị người khác gọi là lừa tình mình thấy là như vậy đó là người rất là siêng năng chăm chỉ và nỗ lực trong cuộc sống và có thể họ cũng hay có sự đa nghi nghi ngờ à, à. người này thì nói chung họ rất là chịu học hỏi hoặc họ có đôi một tang khéo léo họ rất là thích làm đồ hay mát đồ đó ừ. à, ngoài ra thì mình thấy có thể là họ cũng là một người chuyên tâm chuyên chăm chỉ làm việc họ được rất là nhiều người săn đón yêu thương à, quan tâm hoặc là đã từng có một vài mối tình cũ đây là một người có sự sáng tạo, sự nhiệt quyết, sự vươn lên trong cuộc sống và có sự thay đổi từ ngày từ ngày một đến ngày càng gọi là hoàn thiện và trở nên gọi là tốt đẹp hơn. Mình thấy là như vậy. Ừ. Người này có khả năng là họ kiếm tiền cũng không thua gì đàn ông đâu. Mình thấy là như vậy ha. Hoặc đây là một người kiểu như họ rất là thực tế. Ừ. Yêu thì phải nói, đó thì phải ăn. Chứ họ không có thích những cái người sống rụt rè. Hoặc là không có sự nhẹ nhàng, hoặc không có sự quan tâm người khác. Ừ, không có sự thể hiện sự yêu thương thì cái người này họ không có thích mình thấy là như vậy và mình thấy thể là cái người này là một người họ làm việc theo kiểu sáng tạo ha hoặc là họ thích làm việc riêng hoặc là họ làm việc nhóm cũng được họ là một người chuyên gia lên kế hoạch ừ. ở đây thì có thể họ kiếm tiền bằng khá là nhiều nguồn thu nhập từ hai nguồn thu nhập hoặc ba nguồn thu nhập trở lên Rồi ngoài ra thì mình thấy có khoảng 3% hoặc 30% một số bạn nam ở đây là các bạn chưa có tha thiết tình yêu Cho nên mình thấy các bạn vẫn còn ở chế độ độc thân ừ. Ở đây mình thấy cái người này họ nữ, họ là nữ đi chăng nữa Thì cái tính của họ cũng rất là nam nhi chi chí luôn Có phương hướng, có hành động, có sự nhiệt quyết Có sự táo bạo trong công việc của mình ừ, Không có dễ dàng bỏ cuộc, thoái chí ha. À, và người này là một người có khả năng lãnh đạo rất là tốt ừ. khá là giỏi luôn và họ có thể là một người cũng rất là thích ăn rau củ quả đó và họ rất là được lòng mọi người có thể mọi người rất là yêu mến họ hoặc ừ. là họ là một người rất là dễ thương và người này họ biết gọi là tinh chỉnh họ biết điều chỉnh bản thân của mình có sự kiểm soát bản thân, không có buông thả, không có dễ dàng. Người này thì có thể là họ cũng có làm việc liên quan đến hợp đồng, liên quan đến ký kết gì đó ha, hoặc họ có khả năng là rất là giỏi trong việc thương lượng, thỏa thuận, thỏa hiệp gì đó ở đây. Ừ. Và người này mình thấy họ cũng tin vào tâm linh rất là nhiều, hoặc họ có khả năng gọi là có trực giác cao. Ừ. người này có thể họ khi mà họ gặp bạn họ có sự nghĩ về hai bạn giống như là định mệnh của nhau ha và ở đây mình thấy có thể là họ có sự cũng có cảm tình với các bạn ha và ngoài ra họ có sự chân thành và họ có sự hồn nhiên trong cái mối quan hệ này người này mình thấy có thể là họ cũng hay nghĩ nhớ hoặc mơ về các bạn khá là nhiều và họ có sự chờ đợi kiên nhẫn để xem những cái hành động ha những cái sự cố gắng sự gọi là chủ động từ các bạn và ở đây thì mình thấy có thể là họ có rất là nhiều sự lựa chọn nhưng mà có thể họ có sự chọn để có thể kết nối tình cảm với bạn hoặc là cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng có đôi khi cũng có sự lo lắng là bạn có sự bắt cá nhiều người ha à, người này mình thấy có thể là họ cũng sợ có sợ gọi là có nhiều nỗi sợ về vấn đề sợ bạn lừa dối phản bội hoặc là có ai đó rồi nhưng mà vẫn tìm kiếm họ ha lừa tình vân vân cho nên họ có một cái tư thế sự phòng ngừa bảo vệ bản thân hoặc là cái người này có thể là họ sẽ có một sự đào sâu nghiên cứu tìm hiểu về bạn một cách bí ẩn à, muốn tìm hiểu về con người cuộc sống gia đình các bạn rất là nhiều đó ừ. và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ khi mà đã tìm hiểu kỹ rồi họ sẽ trân trọng bạn và cho bạn một cái tình yêu vô điều kiện có sự quan tâm ừ. Và đồng thời họ thích ở bạn cái cách thể hiện nhiều hơn Họ có khả năng là hơi e lệ, e ngại một chút ừ. Nhưng mà họ có sự gọi là cũng khá là thích Có sự chia sẻ câu chuyện của họ cho các bạn ừ. Giống như họ có sự cảm thấy thân thuộc, thân quen các bạn Ở đây mình thấy có thể Một số bạn nam các bạn có tìm hiểu một ai đó Mình thấy các bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh gặp phải những cái người ở trên mạng lấy hình người khác ha, Để lừa tình, lực và lừa tiền ừ, Mình thấy có đối tượng đó Nhưng mà không phải trong cái trả bài này Không phải là người này Ở đây thì cái người này mình thấy là Họ là một người kỹ lưỡng Chỉ là khi yêu thì họ lại có những cái sự hơi bị Phòng ngừa cho nên họ phải tìm hiểu kỹ lưỡng Rồi họ mới có thể yêu được ừ, Họ mới có thể gần gũi kháng kích được Và ngoài ra có thể các bạn có một lần có thể một số bạn có một lần gì đó mâu thuẫn không hiểu nhau do người này có nỗi sợ và hai người có sự ngắt nó, kết nối và sau đó hai người có sự gọi là quay trở về nói chuyện với nhau lại hòa hợp lại ha à, có thể hai người sẽ có những cái mâu thuẫn một đến ba lần đó mình thấy là như vậy Ở đây các bạn được khuyến khích hãy có một sự gọi là chấp nhận, ôm lấy những cái gì mà định mệnh mang đến cho các bạn. À, có thể bạn gặp cái người nào là bạn hay thấy con số 1111 lắm. Đây là con số quan trọng. À, có thể một số bạn đây là twin lem của bạn. Hoặc à, hai bạn khá có một cái sự khá là hòa hợp và giống nhau về nhiều thứ. Và cái tình cảm này cần phải có sự cân bằng. Và có sự hòa hợp với nhau thì tình yêu này nó mới có thể gọi là lâu bền và vững chắc được các chị cái tình cảm này mất cân bằng một cái là rất là dễ mâu thuẫn hoặc là ngắt kết nối chia tay wow kết hôn có một số bạn có thể khi gặp cái người này các bạn sẽ có cơ hội tiến đến hôn nhân à. và các bạn được chúc phúc rất là nhiều ừ. sẽ rất là hạnh phúc hoặc là các bạn gặp nhau trong một cái buổi tiệc đám cưới chẳng hạn Hợp mai và các bạn có khả năng là rất là ngưỡng mộ hoặc là đối phương của bạn rất là ngưỡng mộ các bạn hoặc là bạn ngưỡng mộ họ hai người có sự dành cho nhau có sự ngưỡng mộ ừ. và ở đây thì có thể hai người sẽ có những cái sự hơi bị hiểu lầm á cho nên các bạn cần phải nói chuyện rõ ràng tìm hiểu kỹ lưỡng đừng có vội vàng phán xét thì rất là dễ hiểu lầm nhau dễ rất là dễ dính phải cái trác của sự không hiểu ừ hoặc là có một cái sự gây lỗi gì đó trong cái kết nối linh hồn thực sự này nhưng mà có thể là bà hai bạn sẽ cùng nhau giải quyết được cho nên là có một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân đó ừ, có một số bạn có khả năng cuộc sống của bạn rất là xoan chảnh luôn ha đặc biệt mình thấy có thể là cái người nam hoặc là cái người nữ cũng có nhưng mà mình thấy có thể là khuynh hướng sẽ nghiêng về người nam nhiều hơn rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn thấy là của bạn của người đó trong tử bảo bình kim ngưu nhân mã cự giải à, sử nữ chữ cái trong tên chữ o chữ z chữ khuya, chữ k chữ y dài chữ n chữ e w chữ h Chữ giờ hoặc đờ và chữ F. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi. Uhm. Người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ hai các bạn tụ hai là những người sống cực kỳ nhân từ thánh thiện nhẹ nhàng tinh tế biết chuyện hiểu chuyện là những người có thiên hướng về nghệ thuật có sự ấm áp ừ. là những người có sự bao dung và khi yêu các bạn yêu rất là nhiều là những người cho đi hy sinh rất là nhiều luôn đó các bạn là những người luôn muốn có được một cái tình cảm chân thành, à, lãng mạn và các bạn là những người có cái khuynh hướng là sống hơi bị thâm trầm một chút, thích sống một mình, có cái sự cổ điển hoặc là một người là một linh hồn cổ, thông thái, thông tuệ, biết suy nghĩ, trải qua rất là nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng mà bạn luôn giữ cho mình một cái trái tim thuần khiết và có thể là bạn già trước tuổi luôn đó kiểu cái kiểu là bạn là một người có thể là sẽ có một cái sự già dặn có sự thông minh nhạy bén tin tưởng hơn so với những người cùng độ tuổi. Ừ. mình thấy là như vậy có khả năng có một số bạn đã từng bị người khác là bà gọi là ông cụ non hoặc là bà cụ non gì đó. <cười> <cười> chuyện của người khác bạn cho lời khuyên rất là giỏi rất là hay luôn. đôi khi tới chuyện của bạn thì bạn có một cái sự um, hơi trên vênh ừ. và đôi khi bạn không có thích tỏ bài hoặc là bạn không có thích uh, Uhm, kể chuyện của bạn cho người khác như vậy, bạn có sự gặm nhắm nỗi buồn một mình và khi bạn buồn thì bạn sẽ thích ở một mình, bạn suy nghĩ, bằng chiêm nghiệm. Uhm. và hiện tại các bạn đang cảm thấy rất là cô đơn, đang bị thiếu thốn cảm xúc. và các bạn có thể là uh, có nhiều người theo đuổi, ha, lắm mối tối nằm không. Uh, nhưng mà có thể là bạn có cái uh, cái tiêu chuẩn riêng của mình, sự mong muốn riêng của mình. bạn biến mình hợp với mẫu người nào và không hợp với mẫu người nào bạn cần có khả năng nhìn ra được tương lai nếu như bạn với một ai đó có khả năng đi đi đến lâu dài thì họ với bạn sẽ như thế nào cho nên là bạn có một cái sự mường tượng ha suy nghĩ về tương lai giữa bạn và một ai đó cho nên là mình thấy có thể là bạn rất là dứt khoát khi mà cái người đó với bạn bạn cảm thấy không phù hợp là bạn chắc chắn là tương lai sẽ không hạnh phúc ha kể vậy là ừ. bạn sẽ có khuynh hướng chọn cái người bạn yêu ừ. chứ bạn không có muốn gọi là bị may mối hoặc là bị ép buộc gì hết á thấy là như vậy ha bạn thích sự tự do và ngoài ra thì mình thấy bạn thích những cái người có tính cách trầm ổn ừ. và có sự biết biết chuyện hiểu chuyện và có sự gọi là uh, có cái phẩm chất tốt ừ. mình thấy các bạn đang dùng luật hấp dẫn hoặc là bạn đang cố gắng thu hút vào trong cuộc sống của mình một cái người đáng tin cậy một người uh, tự tin mạnh mẽ và có sự gọi là thông minh nha. Uh, ngoài ra thì có thể là bạn cũng đang thu hút rất là nhiều điều đến với các bạn như là um, cuộc sống hạnh phúc rồi tiền bạc tài chính ha hoặc là những cái sự gọi là thành công vân vân và mình thấy bạn có khả năng tiềm năng vô hạn để có thể thu hút thành công bởi vì mình thấy bạn có sự tập trung ừ. bạn không có thích lo chuyện uh, kiểu như là bao đồng ha không có thích chuyện uh, kiểu như là uh, không chuyện của người khác quá nhiều ha, bạn nghe mình để đó thôi chứ bạn không có tập trung mà không có thấm nhập cái câu chuyện của người ta mà bạn biết xây dựng ranh giới để có thể là bảo vệ cái cái tinh thần các bạn, biết tập trung vào những gì thật sự quan trọng với các bạn. Ừ. Rồi để mình xem coi. Người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai đây? Mình thấy cái người này là một người họ thích kiếm tiền. Họ có sự ổn định vững chắc về mặt tiền tài vật chất. À, và ngoài ra thì họ cũng là một người thích những mẫu người thực chất thực tế giống như họ ừ. người này thì nói chung là họ có thể là người nước ngoài hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau và có thể là um, người này rất là giỏi về ngoại ngữ hoặc họ làm việc cho một công ty nước ngoài công ty đa quốc gia gì đó nói chung là đây là một người họ cũng có cái cuộc sống riêng thế giới riêng có sự nghiệp riêng uh, và cũng thích uh, mà có một cái sự gọi là kiểm soát đây mình thấy có thể là cái người này họ đã từng rời khỏi một cái tình yêu gì đó. Cũng xây dựng, xây đắp lâu bền, lâu dài ha. À, nhưng mà không có còn cảm xúc hoặc là tổn thương gì đó ở đây. Và cái người này khi gặp bạn có thể là họ đang ở trong cái trạng thái của sự chủ lành, cân bằng, tiết chế và biết điều chỉnh cảm xúc tinh thần của mình. Ừ. Người này có thể họ cũng biết nấu ăn hoặc là à, đây là một người làm những công việc mà liên quan đến à, kinh doanh thức ăn, kinh doanh thực phẩm hoặc là tài chính vân vân hoặc là cái người này mọi việc trong cuộc sống của họ thì họ có vẻ hơi bị cầu toàn họ phải tự tay mình giải quyết thì nó mới tốt đẹp á kiểu vậy họ đôi khi không có tin và giao việc cho người khác thấy là như vậy ha và cái người này họ cũng giống như bạn không có thích ồn ào cũng thích có một cái lối đi riêng hoặc là thích ở những cái nơi gọi là yên ắng bình lặng không có thích những cái người quá gọi là ồn ào và náo nhiệt Nói là như vậy họ chỉ thích tập trung vào kiếm tiền thôi ừ. và đây cũng là một người có khả năng thích nghi hoàn cảnh hoặc là họ cũng là một người uống nước khá là nhiều đó rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha thì như mình nói thôi cái người này họ rất là tỏa sáng và tích cực, họ rất là được nhiều người yêu mến hoặc là tấm gương sáng để người khác noi theo. Hoặc ở đây là một người cũng uh, uh, hay thức dậy sớm hoặc là thích ngắm ánh bình minh ha. Người này thì mình thấy có thể là họ đã từng có những cái sự gọi là đổ vỡ, mất mát, tổn thương uh, hoặc là đã từng có sự gọi là thay đổi uh, một cách bất ngờ gì đó trong sự nghiệp của họ hoặc là trong tình yêu của họ đó và ở đây mình thấy đây là một người có sự gọi là sống ngay thẳng sống công bình liêm chính lý trí nguyên tắc nhã cương và trật tự ừ. không có thích gió trá không có thích mánh mung và đây là một người có trách nhiệm trong mọi việc họ làm người này họ có cái khuynh hướng họ rất là thích những cái mẫu người xinh đẹp tài năng à, khôn ngoan giỏi ăn nói ừ. và có tinh thần vươn lên vươn cao trong cuộc sống và có một cái sự gọi là tự tin vào chính mình đây là một người có thể họ cũng khá là cân bằng và họ biết chọn hướng đi con đường của mình và họ biết mình muốn gì cần gì để có thể thực hiện cái điều mà họ gọi là mong cầu người này có thể họ ngắm nhìn bạn từ xa như mình nói là có khả năng là một cái tình yêu xa mà đây cũng là một người có sự như mình nói là sống thiên về thực chất uh, thiên về vật chất tiền tài là nhiều hoặc đây là một người khi mà cho đông trong tình yêu thì có thể cũng có một cái sự đầu tư nghiêm túc trong tình cảm cũng không có thích quen quá nhiều người mất thời gian ha người này mình thấy họ là một lãnh đạo đó ừ. có quyền hành có địa vị và ngoài ra có thể là họ cũng là một người có khả năng chữa lành hoặc là họ như mình nói đang chữa lành thì gặp bạn đây là người có sự biết ơn, trân trọng những gì mà người khác đem đến lòng tốt cho họ có một số trường hợp thì có thể là cái người này họ rất là thích hoa lá cây cành, thích rau củ quả hoặc họ cũng là một người có cái khả năng tiên đoán, khả năng gọi là đọc được tương lai vân vân có cái trực giác cũng khá là cao có một số trường hợp có thể là tuổi tỵ, và người này làm việc rất là có năng suất ha, và người này rất là có sức sống luôn đó. Ừ. Ở đây mình thấy có thể là cái người này họ có sự đánh giá cao về bạn họ giống bạn họ xem bạn giống như là một ngôi sao sáng hoặc là một người khá là thành công và nổi tiếng và ở đây mình thấy có thể là họ cảm thấy bạn vừa đẹp người đẹp nết mà lại vừa rất là tự do độc lập ha có sự nghiệp riêng hay sao đó cho nên họ cảm thấy bạn rất là hoàn hảo ha đúng những gì mà họ mong đợi à, người này họ sẽ có một cái sự nhắn tin với các bạn vào wow. ở đây mình thấy có thể là họ rất là thích ngắm nhìn hình ảnh của bạn và có thể cái người này họ muốn làm chồng các bạn nha Um, một số bạn sắp tới sẽ tiến đến hôn nhân khá là nhanh um, cái người này thì có thể họ sẽ nghiêm túc và họ muốn lấy bạn làm vợ um, và và ở đây mình thấy có thể là họ uh, lên kế hoạch um, khi gặp bạn là họ đã muốn rồi ha mình thấy là như vậy họ ước gặp được một người như bạn và có thể cái người này là vũ trụ mang tới cho các bạn luôn đây mình thấy có thể là cái người này họ cảm thấy bạn uh, rất là tuyệt vời trẻ tuổi hơn họ họ rất là thích họ rất là khát khao các bạn ừ. họ rất là đam mê các bạn và có thể người này cũng có sự trông ngóng chờ đợi tin tức hoặc là tin nhắn từ các bạn tình cảm họ dành cho bạn là tình yêu hướng về gia đình Và họ sẽ cho bạn một mái ấm gia đình hạnh phúc giàu có đủ đầy và họ cũng có sự hiếu thảo với ba mẹ của bạn nữa đó à, uh. wow <laughs> trời để mình xem coi đối với những bạn nam xem trao bài thì người sẽ nắm tay bạn bước trên hành trình tình yêu sắp tới là ai người này là một người sống rất là khép kín tỉ mỉ khôn ngoan có khả năng quan sát rất là tốt một người mang năng lượng nữ giỏi giang thông tuệ sáng suốt và có trực giác cực kỳ cao rất là nhạy bén có học thức ha có sự gọi là toát ra cái khí chất sang trọng nhưng mà nhẹ nhàng thuần khiết thánh thiện à, Và đây là một người họ có khả năng cũng được rất là nhiều người yêu mến Họ giỏi giang, họ thành công Hoặc là họ là một người kiểu cũng đàng hoàng, tử tế Nhưng mà họ có nguồn năng lượng khá là đào hoa ha, Hoặc họ đã từng trải qua một cái tình yêu à, Có thể cũng rất là mãnh liệt ha, Kiểu vậy Người này là một người mình thấy là họ Um, khi mà làm việc khi mà làm bất cứ điều gì mà họ mong muốn thì họ sẽ có sự hành động nhanh chớp ổ nhanh như chớp có sự gọi là cố gắng có sự sáng tạo có sự gọi là luôn nỗ lực luôn chủ động để đạt được cái điều mình muốn ừ. và ngoài ra ở đây mình thấy thể là người này rất là thu hút người khác giới ừ. người này mình thấy họ có khuynh hướng là kiểu như bảo vệ bản thân đó <laughs> cái người này mình thấy có thể có nhiều người rất là muốn tiến đến bên họ nhưng mà người này họ có sự xây hàng rào có sự bảo vệ bản thân của mình có sự phòng thủ rất là cao độ ừ. và thường cái người mà thích họ thường là những cái người đẹp trai không mà và chủ động không mà nhưng mà cái người này thì họ lại có một cái sự gọi là rất là đôi khi cũng sợ những người đẹp trai đẹp trai họ sợ bị cái vấn đề gọi là lăng nhăng á. Ừ. À, và ngoài ra thì mình thấy có thể là người này giỏi ăn nói nha người này thì có thể là họ hay không có chia sẻ cái việc họ làm hoặc là đôi khi họ cũng rất là bí ẩn hoặc là họ không có thích phô trương hoặc rất là khiêm tốn họ rất là giỏi nhưng họ không có thể hiện ra bên ngoài họ giỏi ăn nói nè họ giỏi sáng tạo nè họ có sự táo bạo trong cái công việc của mình có sự cố gắng sự quyết tâm là một cái người có khả năng lên kế hoạch rất là tốt và biết thực hiện nó nó được làm được thậm chí họ làm họ lên kế hoạch gì đó họ sẽ cố gắng làm cho xong làm cho nhanh à, đôi khi có thể là cái người này họ không có chờ đợi được á, kiểu như cái cái sự gọi là uh, háo hức của họ đó trong cái công việc đó nó rất là nhiều ha họ rất là có năng lượng mà người này hay gặp cái chứng uh, suy nghĩ nhiều cho nên hơi uh, nhức đầu ừ. họ có giọng nói hay giọng hát hay ha. có sự truyền cảm có khả năng gọi là mang đến cái cảm giác uh, truyền động lực cho mọi người đó Ừ. và người này cũng được rất là nhiều bậc tài ba ha chấm điểm kiểu như là cũng rất là hướng về họ có nhiều người để ý thầm thương trọng nhớ người này nhưng mà cái người này họ có cái uh, tiêu chuẩn quy chuẩn riêng của mình cho nên là cũng không có dễ dàng tiếp cận được họ ừ. đây mình thấy họ là một người luôn có sự hy vọng trong cuộc sống hoặc họ có những cái điều ước gì đó được trở thành sự thật hoặc họ là cái ước mơ của bao nhiêu người <laughs> người này mình thấy thì đối với họ họ có tình yêu thương họ biết lan tỏ tình yêu thương họ biết quan tâm chân thành với mọi người hoặc là trong tình yêu thì họ cũng rất là khát khao có được một cái tình yêu lãng mạn ừ. họ luôn ước mơ như vậy và họ cũng đạt được khá nhiều thắng lợi thành công thành tựu có sự nghiệp riêng hoặc có lý tưởng riêng của mình ừ. họ tự mình gây dựng nên đế chế riêng không có bị phụ thuộc vào người khác ở đây là một người có sự dung dưỡng ha có sự nuôi dưỡng người khác rất là thích uh, dưa hấu luôn ừ. Và họ rất là yêu màu đỏ hoặc cái màu đỏ là cái màu may mắn của họ với màu vàng đó ngoài ừ, và ra người này cũng rất là thích màu tím nha. người này có sự dồi dào sự đủ đầy có sự gọi là không có thiếu thốn ừ, trong cuộc sống của họ có thể là họ đầy đủ về vật chất tiền tài ha à, họ cũng rất là thích ăn nho nói chung là cái người này họ thích ăn rau củ quả họ thích rất là thích hoa lá cây cành thích chưng bông chưng hoa rồi đó đây mình thấy có thể là cái người này khi gặp bạn họ đang trải qua một cái sự mất mát sự tổn thương gì đó và có thể người này đã từng có gì một vài mối tình không thành công ha? mặc dù họ cũng rất là quan tâm yêu thương trân trọng cái mối tình đó nhưng mà cuối cùng họ nhận lại chỉ toàn là nỗi đau thôi bị người khác phủ phàng rời đi thôi và đây cũng là một người hơi nóng tính một chút nhưng mà có thể sau cái quá trình chia tay nhiều lần cái người này họ giác ngộ họ trưởng thành họ biết dung dưỡng nhẹ nhàng tinh tế và kiên nhẫn hơn ha. người này thì nói chung mà tình cảm họ dành cho bạn là một cái tình yêu mà có sự ngưỡng mộ họ cảm thấy bạn là người sống rất là ngay thẳng giỏi giang và họ rất là trân trọng các bạn và họ có sự quan tâm đến sức khỏe các bạn ha. có sự nhẹ nhàng âu yếm chân thành biết suy nghĩ cho các bạn ngoài ra thì có thể họ cảm thấy khá là may mắn hoặc là họ cảm thấy bạn gặp được bạn chính là định mệnh và cái người này thì họ cũng có sự quyết tâm rất là nhiều để có thể cùng với bạn nỗ lực ha trong tình yêu có thể là tình yêu hai bạn cũng có nhiều gian nan khó khăn thử thách có thể là do cái vấn đề về khoảng cách địa lý nhưng mà cái người này họ có sự đấu tranh để có thể tiến đến lâu bền với các bạn mình thấy là như vậy tình cảm họ dành cho bạn là một cái tình yêu vô điều kiện và ở đây thì mình thấy có thể là trong tình yêu này bạn phải là người chủ động thì cái người này họ mới có thể yêu thương hoặc là họ trân trọng họ có sự gọi là đề cao các bạn họ thích sự chủ động từ các bạn họ không có thích để cho bản thân họ phải chủ động đâu cái người này có khuynh hướng là ai mà để cho họ chủ động nhiều quá mà có sự bị động với người này là họ sẽ có khuynh hướng rời đi nha bởi vì họ cần một cái tình yêu có cảm xúc còn cái tình yêu mà trong khi đó họ là người gầy dựng mà cái người kia có sự ơ hờ lạnh lẽo không có chút cảm xúc ngọt ngào là cái người này họ rời đi ha. bởi vì họ đã có sự đủ đầy về mặt vật chất thì tình yêu họ phải có được cái sự đủ đầy um, họ mới chịu chứ tình yêu trong tình yêu họ không thể nào gọi là yêu một người mà không có cảm xúc được hoặc là một người không có gọi là ga lăng hoặc không có sự trao cho họ tình yêu thương thì họ không có thích cái điều đó um. và trong tình yêu họ cũng hay suy nghĩ nhiều nữa cho nên cái cách để có thể giữ vững cái tình yêu của cái người này là hãy quan tâm đến họ yêu thương họ yêu chiều họ ha, và nhẹ nhàng với họ và có sự chủ động với họ là họ sẽ rất là yêu các bạn đó là sự tốt với họ thật mai các bạn rất là rất là ngưỡng mộ nhau đó ừ. các bạn ngưỡng ngưỡng mộ về nhau nhiều thứ lắm và có thể um, bạn với người này đến với nhau một cách rất là bất ngờ ha có khả năng là một cái món quà mà vũ trụ ban cho ừ. và khi mà hai bạn kết nối với nhau thì cái con đường phát triển về mặt tinh thần nó có sự bắt đầu Ừ, hai người giúp cho tinh thần của nhau rộng mở vui vẻ hoặc là hai bạn có những cái kết nối liên quan đến tinh thần rất là nhiều dạy cho nhau rất là nhiều những cái bài học hoặc là giúp đỡ cho nhau có một cái sự chữa lành về mặt tinh thần ở đây. và ừ. wow, ở đây có một số bạn có thể là tình yêu twin lam hoặc là hai bạn giống như diên và giang âm dương vậy đó ừ. hai bạn có thể là bên trong mỗi người đều có chứa đựng một cái khía cạnh tính cách của người kia, nói là như vậy. và ngoài ra cái mối quan hệ này các bạn được khuyến khích nhắc nhở là hãy tránh cái bẫy nhầm tưởng tượng, ừ. cái cái bẫy gọi là tưởng tượng hiểu nhầm với sự kết nối tâm hồn thực sự cho nên là cái mối quan hệ này cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng ừ. à, về nhân cách, về lối sống, về suy nghĩ của nhau, đừng có gọi là cố gắng làm hài lòng đối phương ở lúc ban đầu bởi vì đôi khi mình không có thể gọi là cứ cố gắng cố gắng hoài được cho nên là mình cứ thể hiện chính là chính mình thôi sự chân chất thật lòng của mình ừ, yêu được thì yêu không được thì thôi để lúc ban đầu mình không có bị mất thời gian ha kiểu vậy ừ. rồi cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó trong tử nhân mã Um, market Bảo Bình Chữ nữ Tiên Bình ha Rồi chữ cái trong tên Chữ bờ Chữ S Chữ tờ Chữ V Chữ Y ngắn Chữ giờ hoặc đờ Chữ U Chữ W chữ M B phở uh, X và C ha Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo đây nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi uh, Người sẽ nắm tay bạn chưa hành trình tình yêu sắp tới là ai? Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Đây mình thấy các bạn tụ 3 là những người đang học hỏi những cái điều gì đó mới hoặc là đang rất là mong muốn đổi mới bản thân của mình. Ừm. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đã từng trải qua những cái giai đoạn tổn thương ừ. có thể là bị phản bội hoặc là bạn hay bị người khác phê bình nói xấu hoặc là có những cái người không tốt ha ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn Mình thấy là như vậy Rồi ngoài ra bạn là một người cũng rất là năng nổ nhiệt tình thông minh ha biết cách ăn nói và bạn là một người có sự gọi là làm gì cũng có sự âm thầm lặng lẽ và khi mà bạn thành công thì mình thấy các bạn sẽ trở nên rất là Ừ, rực rỡ luôn. Một số bạn có thể là bạn uh, từ tay trắng tay trắng làm nên sự nghiệp á, kiểu vậy. Ừ. Các bạn biết vận dụng những khả năng, ý tưởng cũng như là sự gọi là khôn ngoan của mình nắm bắt xu hướng xu thế kịp thời, các bạn tạo nên những cái chiến công cho chính mình. Ngoài ra các bạn rất là giỏi kiếm tiền luôn, ừ, rất là chăm chỉ. Mặc dù có thể là bạn cũng có sự đủ đầy, sự dư giả nhưng mà bạn vẫn luôn nỗ lực để kiếm tiền nhiều hơn nữa chứ bạn không có ngủ quên trong chiến thắng. Ừ. Ngoài ra thì có thể là trong cuộc sống của bạn Bạn có sự kết nối khá là nhiều người mang năng lượng nam Có thể làm việc chung với những người mang năng lượng nam Hoặc là um, có những người bạn ha Hoặc là có khả năng là có một số bạn thì Mình thấy quý nhân của bạn thường là những người nam nhiều hơn Bên cạnh đó thì mình thấy có thể là bạn đã trải qua một cái giai đoạn rất là đau thương, rất là mất mát Hoặc là có thể có những cái biến cố bất ngờ gì đó diễn ra trong cuộc sống của các bạn Ừ, như mình nói có thể một số bạn ở đây là cha hoặc mẹ đơn thân đã ly dị hoặc là đã từng bị phản bội nha à, hoặc là đã có một số ít bạn đã từng bị cái vấn đề quả quạt ừ. hoặc là có một vài bạn ở đây đang chuẩn bị à, à, xây cất nhà cửa gì đó vân vân à. rồi để mình xem coi người sẽ nắm tay bạn trên hành trình tình yêu sắp tới là ai đây đây là một người họ có kiến thức họ có sự thông thái họ rất là thông minh nhạy bén ha và họ là một người uh, học sâu hiểu rộng biết nhiều người này có thể đã từng trải qua cái giai đoạn uh, biến cố như là bị uh, mất mát về tài chính hoặc họ có sự hơi bị cô đơn ừ. hoặc là cái người này có một cái uh, vấn đề là cũng hay bệnh uh, vặt vảnh như là bị cảm rồi đó vân vân và đây là một người có tầm nhìn xa biết suy nghĩ uh, biết lắng nghe lời khuyên của người khác và đồng thời có sự rất là thích thiên nhiên cây cỏ môi trường thích sự bình lặng và biết mình muốn gì cần gì để vươn tới thành công và đồng thời cái người này cũng là một người sống nhân ái nhẹ nhàng ha biết chân thành và quan tâm người khác sống tinh tế và đem đến cho người khác cảm giác rất là thoải mái khi ở cần gần bên và ngoài ra thì có thể người này là một người có khuynh hướng gọi là hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể hoặc là một người biết suy nghĩ cho mọi người. Người này mình thấy có thể là trong cuộc sống của họ cũng từng đã từng trải qua một cái giai đoạn khó khăn mà nó kéo dài khá là lâu và sau đó họ mới có thể um, trưởng thành hơn và từ đó mới thể tạo nên một cái cuộc sống mới cho chính mình. Có thể người này làm trong lĩnh vực liên quan đến dịch vụ, liên quan đến cố vấn, chia sẻ, họ cũng rất là thăng trầm hoặc là cái cũng là một người biết lùi lại để suy nghĩ hoặc họ có những cái góc nhìn khác người ha có sự độc đáo hơn người khác ừ, có sự tinh tấn hơn người khác và họ có thể làm những lĩnh vực liên quan đến Chữa lành nữa mình nói là như vậy rồi để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì à, bạn sẽ nắm tay ai cho hành trình tình yêu sắp tới ừ. thì à, các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem tra bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha ở đây mình thấy người này là một người họ có mối quan hệ rộng rãi có nhiều bạn bè quốc tế luôn người này rất là giỏi và có thể là họ um, là một người nước ngoài hoặc là các bạn sống hai quốc gia khác nhau hoặc đây là một người kiểu Ừ. họ là một người thích học hỏi thích mở rộng họ công hoặc là cái công việc của người này mang tầm quốc tế hoặc là làm việc cho một công ty quốc gia, quốc tế vân vân người này có phân hướng là họ cũng hay dành thời gian để nghỉ ngơi để cân bằng giữa công việc và cuộc sống và người này có kiến thức ha họ rất là thích học tập hoặc là họ có đạo đó ha hoặc là cái người này trong cuộc sống của họ thì kiến thức góp phần để tạo nên sự thành công cho họ ừ. Và người này thì trực giác rất là cực kỳ cao Và ở đây mình thấy có thể là họ cũng siêng năng làm việc chăm chỉ Hoặc là họ cũng là một người khác tay hay làm ừ. Và ngoài ra mình thấy họ có thể là cũng có khá là nhiều những thành tích trong cái sự nghiệp của họ Và họ có sự chăm chỉ, luyện tập Càng ngày họ càng điêu luyện hơn trong cái công việc của mình Và ngày càng tạo nên nhiều cái uh, tiền tài nó cao hơn Và đây là một người thích uh, di chuyển Hoặc là thích đi đây đi đó nhiều Thích uh, chiêm nghiệm cuộc sống À, và thích những ở những cái nơi bình yên, ừ, không có thích những cái nơi quá gọi là ồn ào, à, xáo trộn và có thể có một số trường hợp người này có con riêng, một đứa con trai riêng, vân vân. Ừm. Khoảng 6% ở đây mình thấy như vậy. Còn ngoài ra thì mình thấy có thể là cái người này có khuynh hướng họ thích làm việc một mình hoặc là họ làm việc độc lập hoặc là làm việc chung với đội nhóm cũng được nhưng mà mình thấy họ có khuynh hướng làm việc một mình nhiều hơn hoặc đây là một người khi mà họ làm việc một mình họ sẽ tập trung hơn hoặc là họ có khả năng là sẽ có sự dân trào những ý tưởng nhiều hơn ừ. hoặc là họ có một cái sự kết nối mạng lưới ha, um, trong công việc của mình thế là làm việc online vân vân và ở đây mình thấy có thể là người này có khả năng họ rất là thích ăn chuối luôn ừ. Và đây là người có sự thành công chiến thắng ha Người này thì mình thấy có thể là họ là một người luôn có một sự dù cho một cuộc sống như thế nào Họ luôn vẫn làm việc, họ luôn vẫn tiếp tục tiếp diễn mọi thứ chứ họ không có bỏ cuộc ừ. Họ rất là vững chắc mặt tinh thần và có thể họ làm những công việc liên quan đến thỏa hiệp, thương lượng hoặc là liên quan đến hợp đồng rồi đó ừ. Và họ, họ có khả năng thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau ha họ có tới hai lá thành công hai lá chiến thắng Người này mình thấy họ biết phân tích và biết nhìn nhận vấn đề tính hai mặt của một vấn đề ha. Hoặc là cái người này đôi khi cũng hơi đeo mặt nạ đó. Ừ. Họ không có thể hiện uh, cái suy nghĩ của họ ra bên ngoài quá nhiều. Nói là như vậy. Ở đây mình thấy có thể là cái người này họ có nhiều đêm uh, nghĩ đến các bạn. Ừ. Họ có sự có thể là thầm thương chậm nhớ các bạn. Có thể là các bạn quen nhau môi trường, bạn bè, đồng nghiệp. Ừ. Họ có sự ngưỡng mộ các bạn ha Ở đây mình thấy có thể ừ. Người này rất là bận biểu luôn á Trong cái tình yêu này có vẻ cái người này họ hơi bận biểu ừ. Và họ có thể là đối xử với bạn một cái tình cảm Mà nó kiểu giống như là một cái người đồng chí đồng hành á và họ rất là bận biểu trong công việc có rất là nhiều việc phải làm và có thể hay di chuyển hay đi công tác và ở đây thì mình thấy họ với bạn có khả năng cũng có sự nói chuyện hoặc là đối tượng này với bạn có thể là họ cũng có sự gọi là giúp cho nhau có được cái một cái sự thức tỉnh ừ. mình thấy cái người này dường như họ sẽ giúp cho các bạn có một sự độc lập hơn hoặc là giúp cho bạn có sự trưởng thành hơn giúp cho bạn có thể kiểu như là không có sống bi lụy hoặc là bị uh, phụ thuộc cảm xúc <laughs> mình thấy là như vậy người này giống như một người thầy của bạn vậy đó ừ. hoặc là cái người này họ có một cái hợp đồng có một cái bài học với các bạn đó và ở đây mình thấy có thể là cái mối quan hệ này thì uh, hai bạn nếu như mà không biết kiểm soát cân bằng giữa công việc và tình yêu thì rất là dễ gây ra cái sự uh, chia tay ừ. và chính những sự chia tay này giúp cho các bạn trưởng thành hơn là như vậy. Ở đây mối quan hệ này có thể là là một người đến đây giúp cho bạn tỉnh thức sáng um, hoặc là giúp cho bạn có sự gọi là tập trung vào bản thân và nâng cao cái um, điều tốt đẹp của bản thân mình lên. Và có thể uh, cái tình yêu này mình thấy dường như là do yêu xa với một phần là do cái người này tập trung vào công việc quá nhiều, công việc quá chất đóng ha. Khiến cho cái người này họ bị giống như kiểu gọi là uh, bận tối mày tối mặt đó. Mà họ không có nhiều thời gian cho cái trình cho các bạn. Nhưng mà họ rất là ngưỡng mộ và họ cũng rất là muốn đồng hành với các bạn ha và họ cũng có một cái sự khen ngợi hoặc là họ cũng có sự nghĩ về bạn những khi họ làm việc ừ. nhưng người này có khuynh hướng yêu công việc nhiều hơn thấy ở đây mình thấy có thể là có khoảng 30% trăm có một số bạn là một cái người cũ nào đó mà hai bạn đã chia tay, đã rời đi Nhưng mà có thể khi mà rời đi các bạn mới có một cái sự trưởng thành hơn Và có sự kết nối lại, đổi mới làm mới lại tình cảm ừ. Có khoảng 30% là như vậy Do cái người này họ hối hận, hối tiếc á ừ. Và họ cố gắng gọi là Đền bù, đền đắp, đền đền đáp, đền bù đắp, kiểu vậy nhưng mà cái tình yêu này nếu như các bạn không có giải quyết được cái vấn đề cân bằng giữa công việc hoặc là cân bằng giữa sự cho đi nhận lại thì tình yêu này khó lâu bền ha mình thấy là như vậy. Tùy theo các bạn, ha các bạn là một người muốn tình yêu như thế nào thì bạn hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và bạn có quyền lựa chọn cho mình một cái người đúng như cái điều mình mong muốn. Còn các bạn có sự cố gắng chấp nhận ha mà bạn không có thể thay đổi được thì cái um, quyết định là của bạn trong cái việc gọi là ở lại hay rời đi ha mình thấy là như vậy và có thể tình yêu này cũng bị ảnh hưởng cái vấn đề lời ăn tiếng nói nữa đó ừ. cho nên là có thể như mình nói người này họ đến giúp cho bạn cũng như giúp cho họ hai người có sự trưởng thành hơn về cái sự gọi là yêu thương đúng cách ừ. người này dù họ hơi bận nhưng họ cũng sẽ kiên nhẫn và kiên trì với các bạn nhưng mà kiên nhẫn đến cái mức độ nào đó thôi còn khi mà bạn khiến cho họ không còn kiên nhẫn được nữa thì có thể người này họ sẽ dứt áo ra đi ừ. cho nên ở đây có thể là các bạn cũng nên uh, tiết chế sự nóng tính sự bốc đồng hoặc sự nóng nảy ha rồi uh, người sẽ nắm tay bạn cho hành trình tình yêu sắp tới là ai bạn nam ha mình xem bạn nam nha đây là một người họ có thể rất là mong muốn thành gia lập thất, muốn xây dựng gia đình. Tuy nhiên cái người này có khuynh hướng là hơi đeo mặt nạ một chút. Hoặc cái người này mình thấy họ là một người rất là khôn ngoan. Họ không có độ để lộ cái cảm xúc ra bên ngoài. Và đây là một người sáng suốt, thông minh, có kiến thức, có sự hiểu biết sâu rộng, ha. có cái sự nhân ái. Và đồng thời họ cũng là một người rất là kiên cường, vững mạnh họ là một người thích sự công khai, thích làm rõ mọi thứ. À, người này có thể họ đã từng có sự vướng bận mắc kẹt trong một cái tình cảm gì đó mà um, yêu đơn phương hoặc là mệt mỏi gì đó ở đây hoặc họ có khả năng đã từng có một cái tình yêu chia tay rồi chặn nhau hoặc là đã từng uh, ly dị vân vân. người này khá là lận đận trong tình yêu ha hoặc là đã rơi cái tình tay ba. Ừ. và người này mình thấy họ cũng là một người khi yêu thì Uh, luôn có sự khao khát uh, được uh, tiến đến hôn nhân với người yêu Nhưng mà có thể là cái niềm mong ước đó nó khó có thể thực hiện Bởi vì có thể họ toàn là gặp những cái mối quan hệ kiểu như là um, Yêu bằng lời nói là nhiều ha, kiểu vậy Đây mình thấy uh, người này là một người có khả năng chữa lành khá là tốt hoặc là họ có khả năng chữa lành sau cái biến cố của mình người này có có hiểu biết về mặt năng lượng ha hoặc họ rất là thích ăn cam thích hoa tú cảm tú cầu họ khá là may mắn trong cuộc sống của họ đó mà là đem lại may mắn cho người khác và người này có thể cũng rất là thích ăn ăn bắp ừ, họ có rất là nhiều những khát khao những ước mơ những cái đam mê lớn trong sự nghiệp hoặc là trong tình yêu họ cũng có rất là nhiều những đam mê mãnh liệt về chuyện tình ái đây mình thấy người này họ thức ăn trắng cây, thích ăn rau củ quả là nhiều ha. người này mình thấy có thể là đôi khi trong cuộc sống họ họ cũng thích uh, hơi có một cái sự gọi là sống theo kiểu kiểu cách một chút ha, ừ, chuẩn mực một chút. người này họ có nguyên tắc, có sự lý trí, có sự khôn ngoan và có thể trong tình yêu này họ có sự hơi bị uh, kiểm soát hơi đa nghi và có thể cái tình cảm này có thể người này họ đã từng đau thương tổn thương thì họ gặp bạn bạn giống như một cái khởi đầu mới đầy thú vị đối với họ và họ cũng có một sự gọi là uh, phiêu lưu trong tình cảm này với các bạn ha? và họ cũng cố gắng cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp nhưng mà trong mối quan hệ này thì có thể họ có rất là muốn gọi là bạn chủ động hoặc là bạn luôn chủ động nhắn tin hoặc là Đốc thúc cái tình yêu này nó phát triển nhanh chóng ha Tiến đến một cái giai đoạn cam kết Nhưng mà người này họ càng kiểm soát Họ càng đốc thúc thì họ càng gọi là um, các kiểu càng uh, chán ha Kiểu dài càng nản Và ở đây mình thấy có thể hai bạn cũng uh, uh, Nếu mà cái tình yêu này mất cân bằng một chút Là các bạn rất là dễ chia tay ngay kết nối đó thấy là như vậy Đặc biệt là cái người này Họ mất cân bằng Họ có sự trong trên Họ có sự gọi là mông lung Hoặc là hay có những cái sự bốc đồng Trong cái lời ăn tiếng nói Thì rất là dễ chia tay Với những cái suy nghĩ à, hạn hẹp của họ ừ. Họ hay có những cái nỗi lo Nỗi sợ Bị người yêu phản bội rồi đó ừ. Cho nên là cái người này mình thấy Đôi khi à, vào giai đoạn trăng tròn Là cái người này Họ hay có những cái vấn đề này Hay nghĩ ngợi Hay suy nghĩ ừ. và đôi khi có thể lời nói của họ họ không có kiểm soát được khi mà họ nóng tính hoặc họ khó chịu hoặc là họ kiểu như là bạn không có nhắn tin nhiều hoặc là bạn không có thể hiện tình cảm là cái người này họ sẽ luôn ở trong cái trạng thái không biết bạn còn yêu còn thương hay không họ lo lắng mặc dù họ lớn họ trưởng thành nhưng mà họ vẫn còn có một cái điều gì đó khá là con nít hoặc là chưa có quá nhiều trải nghiệm tình yêu chưa có quá nhiều những cái vấp vách hoặc là có những cái kinh nghiệm chưa học được nhiều kinh nghiệm hơn á kiểu vậy nhưng mà cái tình yêu này họ dành cho bạn rồi, cái tình yêu có thể cũng có một cái sự gọi là nghiêm túc. Nhưng mà họ cần được quan tâm ha, họ thích được bạn chủ động chứ họ không có thích họ chủ động nhiều đâu. Và có thể tình yêu này mình thấy có thể hai bạn cũng có những cái sự yêu nhau rồi ngắt kết nối rồi quay lại như vậy á. ở đây mình thấy có thể là bạn có thể năng là quen tới hai người, ha? người thứ nhất bạn không hợp rồi chia tay rồi bạn mới gặp cái người thứ hai này nhưng mà tình yêu này có đi lâu bền hay không là mình do hai là do hai người có biết giữ cân bằng trong mối quan hệ này hay không ừ. chỉ cần có một cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng rồi cân bằng rồi cho nhau biết chia sẻ giao nhau về những câu chuyện làm rõ ràng có vấn đề đối với tình yêu này thì nói chung là các bạn cần phải tường tận rõ ràng minh bạch ha à, và không có đeo mặt nạ cho đối phương biết bạn yêu họ như thế nào và bạn thật sự muốn nghiêm túc ra sao và yêu thì nói đó thì ăn là kiểu như vậy còn cái tình yêu này có một số bạn thì có thể hai người có sự kìm nén hoặc là có cái tôi cao cho nên là rất là dễ mâu thuẫn hoặc là chay tranh cãi hoặc là có khả năng không có đi đường dài được đi một đoạn đường đoạn đường nào đó thôi Ừ. Rồi, tình yêu này cũng khiến cho các bạn có rất là nhiều những cảm xúc sâu sắc lớp các bạn yêu nhau thật sự và cái tình yêu sẽ chiến thắng tất cả nhưng mà yêu phải yêu đúng hướng đúng cách yêu bản thân mình trước rồi mình mới cảm nhận được mình cần gì muốn gì trong tình yêu và mình có thể đem cái điều đó trao cho đối phương nha à, biết họ muốn gì cần gì mình mới có thể trao cho nhau được còn tình cảm trong tình yêu có tình yêu mà không có biết cách đối nhân xử thế thì cũng rất là khó có thể giữ vững được cái tình cảm đó. Ừ, đôi khi có thể các bạn cũng cảm thấy bị lạc vào mê cung, bị lạc lối trong mối quan hệ này đôi chút, bởi vì có thể là như mình nói do tình, do cái công việc tác động hoặc là do cái khoảng cách nữa. Thì nếu mà hai bạn có tình yêu thật sự thì các bạn sẽ chiến thắng được tất cả thôi. các bạn cần phải có sự trao cho nhau những cảm xúc thật ha ôm lấy những cái cách nói yêu thương của hai bạn và có sự gọi là uh, cảm thấy hạnh phúc với nhau ừ. tình yêu này mới có thể đồng cam uh, cộng hưởng được <laughs> và ngoài ra thì uh, um, các bạn có thể là sẽ có những cái điều gì đó khá là tương đồng giống nhau hoặc là bạn có thể thấy nhiều con số lập khi mà quen được nhau um. mối quan hệ các bạn là mối quan hệ có một cái uh, tính chất uh, gọi là đến chất thần thánh nào đó hoặc là giúp cho các bạn có được cái sự trưởng thành, ừ, các bạn được ban phước với những cái khoảnh khắc đồng bộ tuyệt vời, các bạn đôi khi rất là hợp nhau về mọi mặt nha, à, đôi khi rất là hợp nhưng mà chỉ là bị tác động bởi cái yếu tố bên ngoài để có thể dạy cho các bạn có bài học vượt qua được cái chứng phụ thuộc cảm xúc hoặc là cái chứng cân bằng giữa công việc và tình cảm, mình thấy là như vậy. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó nhân mã. Bò cạp. Kim ngư Bảo bình. Sử nữ. Market. Rồi chữ cái trong tên chữ r chữ b ở đây trong mối quan hệ này khi mà hai bạn có vấn đề mà hai bạn có thể vượt qua thì đó là tình yêu thực sự còn nếu tình yêu mà các bạn mới gặp một chút vấn đề mà hai người không thể vượt qua được thì đó chưa phải là tình yêu thực sự của các bạn ha chữ e chữ u chữ r mình thấy cái người này sẽ là một cái người rất là quan trọng trong cái việc phát triển bạn á trong việc phát triển bản thân bạn cá nhân của bạn một cái người bạn linh hồn, một cái người đồng hành hoặc là một cái người có một cái hợp đồng họ phải đến với cuộc sống của bạn để giúp cho bạn có sự gọi là mở mang kiến thức trí óc, kinh nghiệm sống. Ừ. Còn đi được đến nhau với nhau lâu dài hay không là ở hai người cách cách hành xử cách gọi là um, yêu nhau và cách đối xử với nhau. À. Khuya N V L rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.